Hôm nay trước đi ra coi mắt anh chị Kiều, anh chị Kiều coi mắt gì trước chưa? Đó, bây giờ vô nói chuyện nha mọi người ơi. Phải gì? Hoàng gia đi, chồng tôi má. Em có mặc áo giáp rồi đó. Có áo giáp mà nhá. Nói đúng rồi. Tấn Nguyện á. Hỏi ông đi. Có nghĩa là nãy gì chức chị hỏi Tấn Nguyện rồi, gì là Tấn Nguyện nó đồng ý cho gì chức lấy chồng. À, dạ. Thì gì chứ. Chứ bà chứ bà Hoàng lấy chồng đâu, ông lấy tôi đi. Đó, chứ coi ông có, ông nói là bây giờ ông ổng hay là ông bạn của chú chú mai vô qua này vậy là cái này dành của với gì Hoàng anh Diệp đều hello vô money money hả money giờ kịp trời Tấn Nguyễn không phải trời anh ok có chuyện có chuyện cái chuyện của em với Tấn Nguyện thôi, anh không muốn xí tôi, ha? Anh là người thứ ba không dám xí tôi cái chuyện đó, ha? Anh nói thiệt, cái gì sùng thẳng luôn, cái chuyện mà, này không có sùng thẳng được. Chú thấy gì chất thấy sao, thấy đẹp gái không hay thấy sao? Đẹp cái của bạn mình làm sao lấy được? Cái này khốn nạn. Nhắm mắt anh lấy lại em đi. giống như da, giống như da. Gia gia bà chợ mua bố giao gì? Em má nó ngó quay tôi về. Dạ đâu có quay chú đâu. Mắt quay con, má con tôi dập tôi nha, má chết nữa. Về đây chơi má lên TV lên mạng nữa. Anh lên mạng với em sao? Thôi, lên mạng dưới em chỉ có Tấn Nguyện lên với em thôi. Anh không bao giờ dám lên với em đâu. Chắc rồi. Chắc rồi. Trước tiên á là mình lấy người nào chứ mình phải ly dị với người kia chứ một tay bắt hai người đâu có được. Lấy cái chén khác đi cầm. Lấy chén khác rồi vô. Vậy mà cũng tiêu qua cho mặt đồ đẹp. Đâu đẹp anh gì được. Không cho tiền, cho tiền đi anh. Nó là ba ảnh chứ đừng bạn ảnh cho mày để cho tiền gì kìa. Anh mặc đồ đẹp hôm nay em có mặc áo giáp rồi đó. Em có mặc áo giáp trời. Em mặc áo giáp bà để tới những dấm thôi. Anh không có dấm nổi. Anh không có dấm nổi. Ờ mà chứng tỏ hôm nay là tự vị chất tưởng. Vị chất ăn hân trần bo cho em á. Cái này là đâu có chơi bạn lấy vợ bạn không có được. Không. Đồng ý Tấn Nguyện đồng ý cho mày mua cho vợ người ta cho mày tự nhiên mua đồ cho vợ người ta ý nghĩa gì đây anh cho em tiền đem đeo vàng tiền phải không tiền à anh xin lỗi nha tiền á mỗi viện bữa nay không nhắm cho em chờ Tấn Nguyện cho em ok mà thôi cái là anh nói sự thật không có nói xạo láo được tại vì coi cái clip à em với Tấn Nguyện lên mạng quá trời rồi. Phải không? Mình xí vô không có được. Chắc rồi, trước khi mà không phải trước phải ly dị anh Tấn Nguyện trước ấy, bây giờ chưa ly dị. Anh không có tham em vậy. Gì vậy? Coi mắt chưa không thành công rồi. Giúp mình hơn hòa. Anh quá hiểu rồi. Kỳ vậy trời. Rồi thua luôn rồi. Vậy là chú biết là gì chất có Tấn Nguyện rồi, chú không chịu. Rồi xong rồi. Thôi thua luôn rồi. Chết rồi. Chết rồi. Biết tại sao mà anh Việt Kiều ảnh chê chết không?
Này chức vô chức nói chưa có nói gì ngọt ngào hết nè, chức vô chức hỏi em anh có chịu ai không bỏ người kia. Là lấy gì mang má. Bao nè. Thôi đừng buồn. Bán chai chà con lộn. Bữa nay chức dễ chứ mày không? Chất thấy ảnh đẹp trai không, thấy được không, so với Tướng Nguyễn sao? Rồi hút vô. So với Tướng Nguyễn sao? Lắc ừ rồi. Không vô rồi. Ủa ghê quá chắc rồi. Trời ơi, đồ dớ mà chết. Mày chết cứng dơ luôn chứ. Trời ơi, cái đôi dớ mà đi móc lộn luôn. Đi xin cái đôi dớ chứ móc hồng luôn á. Trời ơi, mày em móc dạy quá trời ơi. Hút ra được chưa? Cái kia hút xong này tính thở 10 phút, nó mới có hiệu quả. Tại kiến. Người ta kia hút thở, đứng thở 10 phút kìa. Chất. Giờ cho chức qua làm lại tập 2 đi. Trời ta ngồi ăn nhậu người ta hạnh phúc bên kia kìa. Trời chức có chồng nhiều rồi giờ thấy người khác có chồng chứ. Ai rồi cũng được thề chứ, đúng không? Cái này viên không có hai viên dữ vậy. Để. Ôi. Thấy không? Đủ má đi. Để lát hồi con hỏi thử coi ổng mà bạn ổng thử đường cái đầu dưới kìa, mở đầu dưới nè, giúp cái đầu dưới ra. Có cái kim nữa, có cái kim mới gắn vô. Để chồng chức chích cho chức hả? Còn nghiệp. Bây giờ mình qua tập 2 đi. Người ta nói đẹp trai không bằng trai mặt. Ôi vậy là chất idol gì đâu mà thua gì hoàng luôn rồi. Mới thấy khó khăn cái chạy bỏ chạy. Trời ơi. Ôi ôi. Ôi dớ nó hoài à. Ôi cuối bẻ lấy móc hồng luôn á. Ôi chán gì chứ ghê luôn á. Trên mạng bây giờ cái đó chứ ở giờ đúng ở giờ luôn rồi chứ. Tôi có thằng giấy mấy móc hồng thì lấy cái dớ móc hồng mới con chuyện thật. Ai đồ này lên chiếc nhẫn luôn ghê cả. Ờ nhiều người mạnh người muốn cho tiền chứ thấy chiếc đeo vàng nhiều quá nghĩ cho luôn. Qua tôi thật thâu mà cũng bình thường nữa. Trắng già chạy tóc cái này khổ. Lâu rồi nghe mặt quá trời. Ở giờ anh gà đồ đâu rồi? Uống mua cái viên xanh xanh đó, nó mua 100 ngàn. Lấy chó đẻ là 1 ngàn. Thằng cũng cho 300, anh cho 400 xong nha. Từng ngày quá tí đi nè. Để giờ đi qua coi mắt lần nữa. Tự nhiên thất bại rồi, không thử rồi. Đủ má đồ ơi, giờ lộn trùm là cái dép rồi. Tiếng mẹ luôn đi. Trời ơi. Thôi thua rồi. Vậy là có ai dám lấy chất đâu. Mình phải kiên nhẫn tí xíu chứ trời. Chắc là không lợi rồi, chắc là không lợi nhiều hoài rồi. Biết rồi, đây có lâu nó ngon. Ngon lắm, ốc cũng ngon, con thấy ngon không à? Ồ, ngon. Tai heo, khoai lấu nữa. Nhân đồng nhai cũng chậm nữa mẹ. Xá xíu là gì ạ? Chức lúc nhận thức rồi, chức. Đúng rồi, chỉ giống vậy á. Chút gác gò xuống đi, cái chuyện
mày đủ má mày ra chứ còn tao quê mày lắm. Đủ má mày quýnh mày chết mẹ mày à. Mày quýnh mày quýnh mày à. Chồng tao nói giờ em qua bóp chồng bà Châu đi cha Long An còn chồng của má màu cha đó đó cha đéo tay vô quê này. Chồng tao nãy điện em vớt hết đi. Rồi cho chức đi lấy chồng luôn hả? Có nghĩa là cắt đứt quan hệ với chức rồi đó. Hết tình hết nghĩa mới cho vợ đi lấy chồng á. Không à. Ông này đẹp ông nó có màu vàng. Nó lấy màu này. Bà chức dù bựng dơ cái thằng dơ thấy gõ luôn. Chữ thầy quá chắc ơi. Kìa, ngon qua quất cái ông Việt Kiều bên bển kìa. Cha chạy vô, nó sợ vợ con. Cho có vợ rồi, sợ vợ rồi. Thôi giờ con qua anh bển coi thử ảnh sao, hỏi ý kiến ảnh nữa rồi. Cái này thôi thua rồi. Con thấy chất đẹp dữ như vậy mà sao mà không biết làm sao á. Chắc nhiều khi... Nè con nghe nói á, ảnh nói là chơi bạn thì không lấy vợ bạn. Ảnh nói vậy á, là có nghĩa là ảnh nghĩ là chức là vợ của Tuấn Nguyễn không? Thì chức phải xác định đàng hoàng. Thì bây giờ mình qua mình nói chuyện lại. Chở đi. Thôi bây giờ đi qua anh bển kìa, không có ai cho có tiền hết á, bây giờ cưới vợ Việt Kiều á, chồng Việt Kiều á tài trợ. Nghe nói là sắp sửa mua nhà luôn á chớ, ghê không? Trời ơi. Trời trời, ổng mua nhà cho chức ở đó, mua nhà cho vợ ở đó. À, mọi người ơi, vậy là chất ra coi mắt là thất bại rồi. Tao nói nóng quá, phải 4 ngày, 4 ngày, 4 ngày.